Cây sigo là một loại cây thân gỗ nha, nhưng mà thường thì nó sẽ mọc thành bụi. Cái chiều cao đạt tối đa của cây sigo thì nó khoảng 2-3 mét nha các bạn. Ở cái bông hoa cây sigo thì mình chỉ thấy là một loại màu trắng thôi nha, với cái cuốn của nó có cái màu hồng phấn nha các bạn. Ở cái lá cây sigo các bạn thì mình thấy nó giống như lá của cây bòn bọt các bạn, cây bòn bọt hoặc là cây bọt ếch các bạn. Ở cái búp hoa của cây sigo thì các bạn thấy nó giống như là cái búp hoa của cây hoa mẫu đơn nè, cái bông trang mình đó. Còn cái quả cây sigo thì lúc nó chưa chín các bạn thì nó sẽ có màu đỏ nha, khi nó chín thì cái quả nó sẽ màu đen. Thì ở cây sigo thì những người chơi cây cảnh thì rất thích cái loại cây này nha, do hoa và quả của nó ra quanh năm nha các bạn. Cái hoa sigo thì các bạn nhìn thấy nó giống như là cái hoa nhài các bạn, loại hoa nhài mà mình dùng để phơi khô rồi nấu uống, làm giống như nước trà các bạn. Ở cái cây sigo mình đang làm clip này là nó ra hoa đồng loạt rất là nhiều nha, mình cũng đến hơi trễ rồi cho nên là nó có một số hoa nó đã tàn nè. Hoa sigo thì thường là nó sẽ nở vào buổi sáng nha các bạn. Cái tỷ lệ mà đậu quả của cây sigo thì nó sẽ đạt đến nó khoảng 80% nha. Bởi vì là cây sigo nó cho cái quả rất là nhiều nha các bạn. Quả cây sigo là một loại quả mọng có rất nhiều nước nha các bạn, mình có thể ăn được đấy. Nhưng mà cái quả sigo lúc mà nó còn sống các bạn thì nó rất là chua nha. Còn ở trong thân cây sigo nó có rất là nhiều gai nha các bạn, bạn nhìn thấy nó giống như là cây gai quýt rồi nha, cây quýt và chanh rồi đó. Mình mà đi không cẩn thận mà da vào những cây này mình sẽ bị đâm rất là đau các bạn. Hoa sigo là nó thơm hơn cả cái hoa của cây chanh, cây hạnh nha các bạn. Thường thì cái quả sigo lúc mà nó chín các bạn thì nó sẽ có vị chua nha. Chua mình có thể uống được á, mình có thể dùng làm thức uống để uống được, rất là thơm các bạn. Chế biến giống như là mình làm nước chanh nha các bạn. Bỏ khoảng 3-4 quả sigo mình cắt ra để mình lấy nước á, rồi sau đó mình bỏ đường, bỏ đá vào thì làm một cái thức uống rất là ngon, rất là bổ dưỡng nha các bạn.